Tăng Thanh Hà nấu cơm tấm, canh khổ qua dân dã. Tăng Thanh Hà vào bếp rỗ tài nấu mâm cơm tấm chả trứng, sườn cốt lết, ăn kèm canh khổ qua thịt băm thanh mát. Sau thời gian bận rộn khai trương nhà hàng mới, Hà Tăng đã có thời gian rảnh rỗi để vào bếp nấu ăn cho gia đình và bạn bè. Cuối tuần qua, nữ diễn viên tất bật chuẩn bị từ trưa tới chiều, trưa làm món cơm tấm, chiều làm hải sản. Nhà Tăng Thanh Hà có bếp nướng chuyên dụng, cả trong nhà và ngoài trời nên cô thường tụ tập người thân và hội chị em qua nhà mở tiệc BBQ. Tăng Thanh Hà là tín đồ của món cơm tấm đặc trưng ẩm thực Sài Gòn, từng nhiều lần trổ tài làm tại nhà. Lần này, Hà Tăng chuẩn bị chả trứng nướng, sườn cốt lết, xúc xích nướng, tóp mỡ, đồ chua, rau củ như dưa chuột, cà chua nhưng thiếu mất thành phần trứng ốc lòng đào và bì lợn như những lần trước. Sườn cốt lết được xem như linh hồn của đĩa cơm tấm, được bà mẹ ba con tốn nhiều tâm sức. Phần chả trứng nướng Tăng Thanh Hà chuẩn bị ít khẩu phần hơn sườn cốt lết. Món này được làm từ trứng gà, thịt nạc xay, miếng mặt bún tàu, nấm mèo, hành tây, hành khô, gia vị như tỏi, hạt nêm, tiêu, đường. Tất cả nguyên liệu cho vào tô, trộn đều, sau đó đem hấp khoảng 20 phút hoặc nướng trong lò tới khi chín vàng. Chả trứng vị bùi béo, chả hấp còn giữ độ ẩm, mềm còn chả nướng thơm hơn. Bên cạnh đó, nàng Ngọc Nữ nướng thêm một số miếng xúc xích ăn kèm. Đây không phải là topping truyền thống của cơm tấm nhưng lại là món khoái khẩu của gia đình cô. Hà Tăng đặc biệt chuẩn bị phần tóp mỡ chiên giòn rụn, béo ngậy. Phần mỡ chảy ra được sử dụng làm mỡ hành thơm thơm beo béo, rưới lên cơm, ngon hết sảy. Ăn kèm cơm tấm không thể thiếu đồ chua được làm từ củ cải và cà rốt ngâm, giòn sật, đỡ ngán và nước mắm ớt chua ngọt. Hạt cơm tấm tơi, khô mới, chuẩn bài. Để ăn kèm mâm cơm tấm có phần hơi khô. Tăng Thanh Hà nấu một bát canh khổ qua thịt băm lớn. Khổ qua, hay còn gọi là mướp đắng, có tác dụng thanh mát, thải độc, thường xuyên được ăn vào mùa hè ở miền Nam. Bát canh có vị ngọt của nước thịt, hơi đắng nhẹ của khổ qua, phù hợp trong ngày nắng nóng. Buổi tối, Tăng Thanh Hà lại tất bật làm hải sản để chiêu đãi bạn bè. Một trong số các món tủ của cô là ốc len xào dừa. Một người bạn của nữ diễn viên đã nhận xét là ngon đỉnh nhất quận 2. Người đẹp cũng từng nhiều lần trổ tài làm món này tại nhà. Ốc len đòi hỏi khâu làm sạch khá cầu kỳ, chặt bỏ đuôi ốc, chà sạch lớp vỏ và ngâm rửa nhiều lần tới khi nước trong veo. Phần nước dùng được làm từ nước giảo dừa, nước cốt dừa vắt lần thứ hai. Ốc len được xào sơ với sả, tới khi sôi thì đổ thêm nước giảo dừa, nêm thêm gia vị. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.